Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Cho đến nay khi bộ truyện Jujutsu Kaisen đã sắp khép lại thì mình tin chắc rằng đã có rất nhiều nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn rồi, đúng không nào? Thậm chí là một số nhân vật không phải nằm ở tuyến nhân vật chính, thế nhưng vẫn để lại ấn tượng rất sâu khi đóng góp trực tiếp vào những diễn biến của cốt truyện. Thế nên, có thể thấy rằng bộ truyện Thầy Cúng Đại Chiến là một trong những bộ truyện hiếm hoi mà tác giả đã để cho nhân vật chính là Yuji Itadori bị lu mờ trước rất nhiều nhân vật phụ. Và những cái tên đáng chú ý mà mình có thể kể đến như là những chú thuật sư xuất hiện tại Tử Diệt Hồi Du như Takaba, Higuruma, Hajime. Còn trước đó thì chúng ta có những Gojo, Megumi, Kenchaku. Tuy nhiên thì không phải nhân vật nào xuất hiện trong truyện cũng đều có vai trò và nhiệm vụ thúc đẩy cốt truyện như những nhân vật chính mà mình vừa nhắc tên. Bởi lẽ bên cạnh những nhân vật ấn tượng đó thì chúng ta còn không thiếu những nhân vật gần như không có quá nhiều đóng góp vào diễn biến của mạch truyện. Mặc dù họ cũng rất nổi bật và có tiềm năng phát triển đấy nhé. Thế nhưng có cảm giác như là những nhân vật này chỉ được tác giả thêm vào cho đủ. Chứ nếu không có sự xuất hiện của họ thì cốt truyện vẫn sẽ được đẩy đi đúng hướng và không bị ảnh hưởng điều gì cả. Vậy thì những nhân vật đó là ai? Hãy cùng mình tìm hiểu đâu là năm nhân vật xuất hiện hay không cũng không ảnh hưởng gì đến mạch truyện của Jujutsu Kaisen nhé. Uraome. Và nhân vật đầu tiên được nhắc đến trong video này có lẽ sẽ khiến như các bạn cảm thấy bất ngờ vì đó chính là Uraome, một trong những nhân vật có thể nói là thời lượng xuất hiện cũng khá nhiều và đã giúp đỡ cho Sukuna thu thập các ngón tay. Chính vì thế mà mình nghĩ rằng nhiều bạn đang đặt câu hỏi là tại sao mà một nhân vật như vậy lại xuất hiện trong video này. Vậy thì hãy cùng mình phân tích để thấy được tại sao Uraome nếu không xuất hiện thì cũng không ảnh hưởng gì đến cốt truyện nhé. Như các bạn cũng đã biết thì Uraome là kẻ hậu cận trung thành bậc nhất của Nguyên Vương Sukuna từ thời đại Heian cho đến khi hắn ta trùng sinh ở thời điểm hiện tại. Đối với hắn thì Nguyên Vương như một vầng thái dương và là đức tin của hắn. Việc phụng sự cho Sukuna đối với Uraome được xem như là một đặc ân mà Nguyên Vương dành riêng cho hắn. Thế nên chúng ta có thể thấy rằng tên này sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để có thể giúp đỡ hoặc thực hiện những gì mà Sukuna mong muốn. Vì thế mà dù đã trải qua hơn 1000 năm Sukuna bị giam giữ thì hắn vẫn chấp nhận trùng sinh để có thể phục vụ cho Nguyên Vương khi tên phản diện này trở lại. Một chi tiết mà mình thấy khá là hài hước đó chính là khi Uraome mang về ba ngón tay cho Sukuna thì hắn đã xin lỗi tên phản diện này bởi vì không thể tìm thấy ngón tay cuối cùng. Tuy nhiên Sukuna đã bỏ qua chuyện này mà không thể trách móc điều gì, nhưng Uraome vẫn cực kỳ ấm ức khi ngón tay đó bị Gojo giấu đi, khiến cho hắn ta không thể thu thập được cái ngón tay cho chủ nhân của mình. Thậm chí là khi được Nguyên Vương khen ngợi thì hắn cũng tỏ ra vô cùng sung sướng như được ban thưởng bởi Sukuna vậy. Tuy nhiên thì đó là mặt tích cực của Uraome khi hắn xuất hiện tại thời điểm hiện đại. Còn về phần đóng góp vào cốt truyện của tên này thì không đáng kể, thậm chí là đôi khi còn có cảm giác rằng Uraome hơi thừa thải khi xuất hiện, vì thật sự là nếu như không có hắn thì nội dung của bộ truyện cũng chẳng thay đổi quá nhiều. Để thấy rõ nhất vấn đề này thì chúng ta hãy cùng điểm lại những gì mà Uraome đã làm được trong quá trình phục vụ của Sukuna nhé. Đầu tiên là hắn đã giúp cho Nguyên Vương chuẩn bị bồn tắm để hắn có thể thực hiện nghi thức gột rửa. Thứ hai là giúp cho Sukuna thu thập ba ngón tay. Và cuối cùng là câu giờ để cho Nguyên Vương tập trung chơi đùa cùng với nhóm của Yuji. Vậy thì tính ra hắn cũng khá là được việc đấy chứ nhỉ, khi mà việc thu thập ba ngón tay và chuẩn bị bồn tắm giúp cho Sukuna khá là nhiều. Tuy nhiên thì các bạn có thể cảm thấy rằng nếu như Uraome không xuất hiện và làm những việc này thì Kenchaku hoàn toàn có thể thay thế hắn làm việc đó. Còn ngón tay thì bản thân Sukuna cũng có thể tự mình đi thu thập một cách dễ dàng mà không tốn quá nhiều thời gian. Thậm chí là Kenchaku cũng có thể làm tốt vấn đề đó luôn. Thế nên mình mới nói nếu như Uraome không phụng sự Nguyên Vương thì mạch truyện cũng chẳng có gì thay đổi quá nhiều cả. Thậm chí là tác giả còn không đề cập đến quá khứ của Uraome để chúng ta biết rằng tại sao nhân vật này lại trung thành và đi theo Sukuna như vậy. Chính vì thế mà nó lại càng khiến cho vai trò của Uraome trở nên mờ nhạt và chẳng còn quan trọng đối với mạch truyện nữa. Có lẽ điểm sáng của hắn chính là trận đấu với Hakari, để ít nhất thì tên này cũng có thể một lần nữa tung hết sức mạnh của mình cho một trận đấu. Vậy mà tác giả lại không cho chúng ta thấy trận đấu này, mà Uraome thì cũng không thể đóng góp được gì hơn được nữa. Cho đến khi Nguyên Vương lại bại trận thì hắn cũng tự giải thoát cho bản thân và kết thúc cuộc đời làm Oshin của mình luôn. Từ đây thì có thể thấy rằng dù Uraome không xuất hiện thì mạch truyện vẫn như vậy, thậm chí là nó còn có thể trở nên hấp dẫn hơn nếu như để Hakari cùng với anh em của mình chiến đấu với Nguyên Vương đấy nhỉ. Kamo Noritoshi. Có lẽ đây chính là cái tên mà mình cảm thấy tiếc nuối nhất, khi mà anh gần như không có thêm quá nhiều đất diễn kể từ sau sự kiện giao lưu giữa hai trường chú thuật. Mặc dù là một nhân vật rất tiềm năng, Kamo Noritoshi ban đầu được giới thiệu sẽ là người thừa kế chức vị trưởng của gia tộc Kamo, một trong ngự tam gia, và anh còn cho thấy tiềm năng của mình rất là lớn khi sở hữu thuật thức di truyền của gia tộc Kamo, đó chính là xích huyết thao thuật. Phải nói rằng đây là một thuật thức rất là bá đạo khi mà nó có thể giúp cho người sở hữu điều khiển được máu để chúng tấn công đối thủ hoặc phòng thủ khi bị tấn công. Tuy nhiên, một trong những nhược điểm của thuật thức này đó là người sử dụng sẽ phải chuẩn bị những bịch máu đã được yểm chú lực vào để sử dụng, vì nếu sử dụng chính máu của bản thân thì hoàn toàn có thể chết vì mất máu.
Vậy nhưng bất chấp khuyết điểm đó thì gia tộc Camo với xích huyết thao thuật vẫn trở thành một trong tam đại gia tộc chú thuật với thuật thức này, và mình tin rằng nếu như Noritoshi có thêm thời gian để luyện tập và hoàn thiện thuật thức hơn nữa thì anh chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nhiều. Vì chúng ta có thể thấy rằng Choso khi dùng xích huyết thao thuật mạnh như thế nào rồi đúng không? Tuy nhiên thì vấn đề mà mình muốn nói đến ở đây đó chính là nhờ sự mờ nhạt của nhân vật này, mặc dù là có xuất thân rất là gì và này nọ, nhưng anh lại chẳng đóng góp được gì cho mạch truyện cả. Có lẽ là vai trò đáng chú ý nhất của Noritoshi đó chính là dạy cho Yuji biết cách sử dụng xích huyết thao thuật bằng một câu nói, sau khi Choso không biết cách để giải thích cho nhân vật chính hiểu được cách thi triển thuật thức này. Còn lại thì anh gần như chẳng có gì ấn tượng hết. Thậm chí là Noritoshi còn là người rút lui trong trận chiến với Nguyên Vương vì lo sợ nhóm Yuji sẽ thất bại, nên anh đã quyết định cùng với gia đình của mình ra nước ngoài. Những đóng góp của Noritoshi quá là nhạt nhòa, đến nỗi một số bạn thậm chí là còn quên luôn nhân vật này nữa mà. Đặc cấp Yuki. Nếu như Noritoshi là một bất ngờ xuất hiện trong video này thì có lẽ là các bạn sẽ còn bất ngờ hơn khi mà Yuki cũng có mặt trong video. Bởi lẽ cô nàng này không chỉ là một trong tứ đại đặc cấp của giới chú thuật thời điểm hiện tại, mà cô còn là nữ chú thuật sư đặc cấp duy nhất. Chính vì thế mà lẽ ra cũng như là tạo được nhiều sự chuyển biến đối với mạch truyện mới phải đấy chứ nhỉ. Tuy nhiên thì mặc dù là rất mạnh, nhưng công tâm mà nói thì Yuki thật ra là xuất hiện chỉ để làm nền cho Kenchaku mà thôi, chứ gần như chẳng tạo được sự đột biến nào đáng kể cả. Điểm lại hành trình của Yuki thì thật ra cô vẫn xuất hiện và những biến sự quan trọng. Ví dụ như khi sự kiện Shibuya diễn ra, cô đã cùng với một vài cựu thành viên team Geto đến giải cứu cho nhóm Yuji và các học sinh trường Kyoto. Tuy nhiên thì thật ra Kenchaku vào thời điểm đó không hề có ý định sẽ tiêu diệt hết toàn bộ các thành viên của nhóm Yuji. Vậy ra việc Yuki xuất hiện một phần khiến cho nhiều thành viên của nhóm Yuji sống sót hơn mà thôi. Bỏ qua vấn đề đó thì chúng ta quay trở lại với vai trò chính của Yuki trong bộ truyện. Đúng vậy, có ai biết vai trò chính của Yuki là gì ngoài việc cô nàng là gương mặt đại diện cho các nữ chú thuật sư đúng chân hàng ngũ đặc cấp không? Thực sự thì mình cảm thấy rất đáng tiếc cho cô nàng khi mà thuật thức của Yuki là một thuật thức rất bá đạo. Thậm chí là cô còn là một chú thuật sư thuộc hàng ngũ mạnh nhất thế giới chú thuật hiện đại. Thế nhưng cô nàng lại bị buộc phải trở thành người làm nền cho kẻ phản diện Kenchaku. Và thật sự là nếu như không có Yuki thì chúng ta cũng không thể thấy rõ được Kenchaku là một kẻ nguy hiểm đến mức nào. Và khá là đáng tiếc khi mà cô không được tỏa sáng đúng với tiềm năng mà nhân vật này đang sở hữu. Thêm vào đó là một trong những di sản mà Yuki đã để lại, đó chính là cuốn sổ nghiên cứu về các linh hồn, cũng không cho thấy vai trò của nó trong mạch truyện, tưởng chứng rằng nó sẽ được tận dụng trong trận chiến với Nguyên Vương. Thế nhưng chúng ta lại không được thấy rõ ràng những thông tin và giá trị mà cuốn sổ muốn mang lại cho nhóm của Yuji. Dù cho là cô đã dùng cả cuộc đời chú thuật của mình để nghiên cứu về nó, thực sự thì mình cảm thấy rất tiếc nuối khi mà Yuki chính là cái tên xuất hiện trong video này đấy nhé. Ino. Có lẽ Ino chính là nhân vật có được nhiều sự đóng góp nhất trong các nhân vật có mặt trong video này có liên quan đến mạch truyện, vì anh này đã trở thành bao cát cho Sukuna. Thật ra thì Ino ngay từ đầu xuất hiện đã được định sẵn là một nhân vật không quá quan trọng đối với bộ truyện rồi, vì khi đó anh chỉ được giao nhiệm vụ là người giải quyết Mahito sau khi hắn bị thương nặng mà thôi. Tuy nhiên thì Ino lại trắng tay trở về và dĩ nhiên là không có phần thưởng nào cho anh chàng này rồi. Đến khi sự kiện Shibuya diễn ra thì anh là người đã dẫn dắt Yuji và Megumi để đối đầu với ông Juro và bà Ogami. Thế nhưng Ino lại là người không may mắn khi phải đối đầu với Tochi, kẻ được bà Ogami triệu hồi. Và mặc dù là rất cố gắng để chiến đấu, nhưng anh đã dễ dàng bị Tochi knock out chỉ trong một thời gian ngắn. Cơ mà may mắn là anh vẫn giữ được mạng sống của mình. Và cho đến khi thời gian trận đấu Nguyên Vương diễn ra thì Ino đã tham chiến cùng với con dao cùn của người đàn anh thân thiết Nanami để lại. Tuy nhiên thì Ino cũng không giúp được quá nhiều trong trận chiến với con dao cùn đó. Thậm chí là cả thuật thức mạnh nhất của anh cũng bị Nguyên Vương hóa giải một cách dễ dàng, khiến cho đóng góp của anh vào trận chiến này là không đáng kể. Có lẽ việc mà Ino làm tốt nhất đó chính là kế thừa di sản của Nanami, để giúp chúng ta nhớ được rằng Daddy vẫn tham chiến một cách gián tiếp bằng con dao cùn của mình. Mặc dù là vậy thì anh chàng này vẫn là một chú thuật sư có tiềm năng lớn để phát triển trong tương lai, bởi vì thuật thức của anh được cho là một thuật thức mạnh nhất đấy nhé. Nhưng mà 3 chap nữa thì chuyện đã kết thúc rồi, thật là đáng tiếc. Kirara. Và nhân vật cuối cùng xuất hiện trong video này đó chính là Kirara. Mình nghĩ rằng nếu như không nhắc tới hay giới thiệu sơ về nhân vật này thì nhiều bạn có lẽ sẽ quên luôn đây là ai. Thì cô nàng này chính là cô bạn gái của Hakari, người đã đối đầu với Megumi trong lúc Yuji và Boy lạnh lùng đến tìm người đàn anh của mình để thuyết phục anh tham gia nhiệm vụ phá giải tử diệt hồi du đấy. Có lẽ nếu chỉ xét trên yếu tố đóng góp vào trận đấu với Nguyên Vương thì Kirara sẽ được ghi nhận là người đã giúp cho Uiui cứu được luật sư Higuruma. Ngoài ra thì cô nàng này chẳng có thêm đóng góp gì hay điều gì khác đáng kể để chúng ta có thể nhắc đến nữa cả. Còn nếu xét về tổng thể của chuyện thì chắc chắn là nếu không có Kirara thì bộ truyện cũng sẽ chẳng có một chút gì đó bị ảnh hưởng cả. Vì vốn dĩ thì cô nàng này có quá ít tức diễn và không hề có sức ảnh hưởng gì đến cốt truyện hay diễn biến của mạch truyện cả. Chính vì thế mà mình mới nói rằng nếu như không nhắc đến thì thậm chí có nhiều bạn còn không nhớ đến sự tồn tại của nhân vật này nữa. Bởi lẽ Kirara không hề có tác động hay thúc đẩy có bất kỳ một sự kiện nào diễn ra cả, mà cô chỉ đơn thuần xuất hiện vừa rồi khiến cho
mỗi lần nhóm Yuji tụ tập thì sẽ đông thêm một người mà thôi. Có lẽ ấn tượng hiếm hoi mà cô nàng này đã để lại đó chính là trận chiến với Megumi. Thế nhưng cô cũng chỉ là kẻ bại trận trước Boy lạnh lùng, vì thế mà khó có thể để lại ấn tượng sâu sắc được. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhớ đến cô nàng này, từng là học trò cũ của ông thầy Gojo và là người cùng với Hakari đã tạo ra nhà cái đến từ châu Âu để các bé thủ có thể tự do sử dụng sức mạnh của mình để kiếm tiền. Và đó có lẽ là tất cả những gì mà Kirara đã thể hiện trong thầy cúng đại chiến.